Good morning everyone, how are you? Chào các bạn, có khỏe không? Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Ngoài Mỹ Hoa Nguyên ngày hôm nay. Thì hôm nay mình có một cái chủ đề nói về cái luật làm việc ở công ty Mỹ như thế nào khi mà mình nghỉ bệnh á. Thì những cái benefit khi mà mình làm việc ở công ty Mỹ ha. Thì mình đang làm cashier một cái siêu thị Mỹ tên là Roger hay là Red Meyer đó. Thì vừa rồi thì mình có cái căn bệnh asthma, có nghĩa là cái bệnh suyễn á. Thì mình có cái giấy bác sĩ cho mình nghỉ một tuần lễ để mà mình dưỡng bệnh, khi mà mình hết bệnh thì mình sẽ quay trở lại làm việc. Thì khi mà các bạn làm ở công ty Mỹ thì cứ mỗi 40 giờ các bạn làm thì các bạn sẽ có được 1 giờ sick leave. Every 40 hours you can make 1 hour sick leave. Thì khi mình xin nghỉ như vậy thì mình sẽ apply cái medical leave of absence. Đây là cái tờ giấy ha, medical leave of absence. Có nghĩa là cái LOA, nó gọi tắt là LOA. Thì trong đây thì nó có những cái đơn đó. Thì cái đơn ví dụ như request for leave of absence, đây là cái form, đây là tên của công ty của mình, là những cái cửa hàng liên kết với nhau đó. Thì mình sẽ điền những cái thông tin tên tuổi của mình vô đây đó. Rồi mình tên tuổi, địa chỉ, rồi số điện thoại, rồi cái ngày mình xin apply như thế nào ha. Rồi kế tới là cái trang Family and Medical Leave đó. Cái trang Family and Medical Leave này á, là bữa hôm mình xin nghỉ vấn đề là mình chăm sóc ông xã mình bệnh á, có người nhà bệnh á, thì mình sẽ apply cái trang này đó. Thì nó sẽ có một cái chỗ để cho bạn điền thông tin, và cái chỗ có nó, rồi cái chỗ thứ hai đó là nó sẽ có cái healthcare provider, cái phần dưới nè. Healthcare provider là phải có chữ ký bác sĩ, ngày tháng bác sĩ ký, là nói là người nhà của mình là bị bệnh như thế nào, trong thời gian bao lâu, để cho mình được phép mình xin nghỉ trong cái thời gian đó. Ví dụ 1 tuần, 2 tuần, 5, 3 ngày, ví dụ vậy đó. Có thể 1 tháng nếu như bệnh nặng đó. Bữa hôm ông xã mình đó là lúc mà giai đoạn cuối là thấy sức khỏe yếu quá, là mình xin nghỉ 2 tháng đó. Thì mình apply cái này thì cái mình có cái chương trình của Washington State mà pay for medical leave thì họ sẽ trả cho mình, chứ còn công ty không có trả đó. Thì khi các bạn đi làm thì nó sẽ có một cái khoản tiền thuế rất là nhỏ, sau khoảng một cái paycheck của một cái tuần lễ các bạn lãnh tiền thì tùy theo mỗi tuần các bạn làm bao nhiêu thì họ sẽ trừ ra một chút đỉnh tiền, ví dụ 1 đồng, 2 đồng vào cái tiền mà VA medical này ha. Đó thì nó sẽ có một cái khoản tiền nhỏ rút ra từ cái khoản paycheck của các bạn, để khi mà các bạn bệnh nặng các bạn xin nghỉ thì cái Washington State á, cái state nó sẽ trả tiền cho cái thằng medical leave absence này đó. Rồi nó có một cái tờ giấy về cái time loss, đây là cái tờ giấy của cái bảo hiểm, cái công ty bảo hiểm của mình. Nghĩa là khi mà các bạn đi làm thì các bạn mua bảo hiểm công ty rất là rẻ. Mình mua là một cái paycheck là chỉ có 5 đồng một tuần thôi. Còn nếu mà các bạn có family, các bạn có gia đình như là chồng, con thì một tuần là 15 đồng một cái paycheck, rất là rẻ. Thì nếu mà trong cái thời gian mà bạn đi làm thì cái insurance đó mới valuable. Có nghĩa là khi trong thời gian mà đi làm, một tuần lễ bạn phải làm 80 giờ thì cái insurance này họ mới cover cho các bạn, có nghĩa họ phải mới trả tiền. Còn nếu mà các bạn nghỉ một thời gian quá lâu, như các bạn nghỉ 2 tuần, các bạn nghỉ 1 tháng á, là các bạn không có làm đủ 80 giờ một tuần thì cái bảo hiểm này là họ không có cover. Đó. Thì á khi mình nghỉ thì mình phải báo cho bên cái bảo hiểm này biết nè. Thì mình báo cho bảo hiểm này biết thì nó có một cái chỗ để là physical statement, là có nghĩa là mình phải gửi cho họ những cái chứng từ của bác sĩ về bệnh hoạn của mình hay là gia đình của mình á,
Đó, ví dụ như chồng con mà bị bệnh nặng mà mình nghỉ một thời gian lâu á, thì mình có lý do chính đáng thì họ mới cover. Còn nếu mình không có lý do chính đáng là họ không cover luôn. Đó. Thì khi mà bạn mất, bạn cái thời gian mà time loss này á, là bạn mất á, thì bạn sẽ mua một cái bảo hiểm phụ gọi là Cobra. Đó. Thì bạn mua cái bảo hiểm đó hình như là một tháng là mấy trăm đô á, hai trăm mấy chục đô á, là tùy theo cái nó dạng nó có một cái option là bạn đi khám bác sĩ hay là bạn mua bảo hiểm luôn cover cho dental vision, cái là răng hay mắt luôn á thì nó mắc, còn đi khám bác sĩ không á thì nó rẻ hơn đó. Nhưng mà mình thấy là cũng cũng tối thiểu cũng hai trăm mấy á, còn nếu mà có răng mắt luôn á là mắc nữa đó. Thì khi mà mình apply á thì mình có những cái này, mình sẽ list vô. Ví dụ như mình kêu họ là, ví dụ như trong thời gian mình nghỉ là mình sẽ trừ vô cái sick pay hay là vacation pay hay là sick pay first and then vacation pay hay là vacation pay first and then sick pay, có nghĩa là trừ vô những cái ngày mà sick pay, những cái ngày mà trả tiền cho những ngày mà mình nghỉ bệnh, hoặc là trả tiền cho cái ngày mà vacation pay, có nghĩa là trong một năm các bạn làm việc á thì các bạn có cái sick pay, có nghĩa là giống như hồi nãy mình nói là 40 giờ một tuần á là bạn có được một giờ sick pay, thì cũng như là tùy tùy theo là cũng như là bao nhiêu tháng á, bạn làm bao nhiêu giờ á, thì sẽ bạn sẽ có bao nhiêu ngày sick pay. Một năm làm thì sẽ có là bao nhiêu vacation pay, là cái tiền trả cho cái tiền mà các bạn được nghỉ cũng như một năm. Ví dụ các bạn làm một năm phải không, là bao nhiêu giờ á, là các bạn sẽ có được 3 ngày nghỉ của một năm. Hay là các bạn làm một năm mà các bạn làm full time luôn á thì cái là như là được một tuần. Còn nếu các bạn làm từ 3 năm trở lên đó là như là được 2 tuần đó. 5 năm trở lên là được 3 tuần, 4 tuần, nó tùy theo cái số năm của các bạn làm càng càng lâu thì cái vacation pay này nó càng gia tăng lên, nó càng dài ra đó. Thì khi mà mình nghỉ bệnh như vậy á mà công ty approve cho mình, là có nghĩa là approve nó cho mình nghỉ, có nghĩa là nó giữ vẫn giữ mình làm việc thôi ha, nhưng mà nếu mà các bạn muốn nó trả tiền á thì các bạn kêu nó trả vô mấy cái ngày là sick pay, vacation pay nè, thì những ngày mình nghỉ đó thì nó vẫn trả tiền cho mình, thì nó trừ vô cái thời gian làm việc của mình á, là cái sick pay, vacation pay. Còn nếu như ví dụ như cuối năm mà bạn cái personal mà holiday của mình á, mà mình còn 1 2 ngày á mà mình chưa có xài á, thì nó sẽ trả tiền luôn cho mình, nhưng mà mình phải sử dụng hết mấy này. Ngay trong thời gian mình nghỉ bệnh là mình phải sử dụng hết cái này chứ mình không có được để. Nếu mà mình không kêu nó trả tiền á là nó không có trả tiền cho mình, mà những cái này là cuối năm là nó qua tới năm sau là nó không có tính nữa. Đó. Thì các bạn có những cái, ví dụ như những cái form này nó gửi cho mình phải không? Ví dụ như cái chỗ mà healthcare provider, cái chỗ này nó kêu là phải có chữ ký bác sĩ, rồi ý kiến bác sĩ nói là mình bị gì á. Nếu như các bạn đi khám bệnh mà các bạn có cái a letter from doctor, có nghĩa là bạn có cái lá thư bác sĩ nói là bạn cần nghỉ trong bao lâu, và cái căn bệnh của bạn là phải nghỉ việc cũng như là không được làm việc, phải nên nghỉ ngơi, ví dụ vậy đó. Như mình bị cái căn bệnh asthma là mình bị nó hơi nặng á, là có nghĩa mình đang bị cái dị ứng cái phấn hoa nè, cái phấn hoa cái thông phía sau nhà mình nè đó, phấn hoa, rồi cái mùi nhựa thông á, nó xông á, nó nặng quá rồi mình làm cho mình khó thở. Thì bác sĩ họ nói là cũng như là cái căn bệnh của mình đang bị nặng, thành ra là cần nghỉ một thời gian hả, cần nghỉ một thời gian, có thể là 1 tuần tới 2 tuần, tới khi nào mình khỏe mình đi làm lại thôi hả. Nếu mình có bác sĩ đó thì mình nộp cho cái cô HR manager đó, thì cổ nói là cổ không cần cái đơn này hả. Thì nếu mà mình có lý do chính đáng á, thì mà trong cái mùa Covid này á, thì họ sẽ trả tiền cho mình cái emergency pay, là họ không có trừ vô cái sick pay, họ không có trừ vô cái vacation pay đó. Thì tại vì trong cái mùa dịch đó là cái công ty của mình đó là mở cửa làm việc luôn phục vụ, bởi vì là mình là work ở siêu thị á,
thì mình không có nghỉ cái mùa Covid này, thì công ty sẽ có một cái chương trình program pay for employee. Nếu như những người nào có cái immune system mà yếu, ví dụ như là bị bệnh cancer hay là diabetes, ung thư, tiểu đường, tim mạch ha, heart disease, asthma đó, thì những người mà những có những cái căn bệnh mà sức đề kháng yếu á, mà khi sức đề kháng yếu mà thí dụ bạn dính cái con COVID này vô á, thì rất nguy hiểm cho tính mạng của bạn hả. Thành ra là bác sĩ là họ họ có một cái lá thư là họ nói rất là rõ ràng. Cái lá thư đó mình nộp cho cái cô HR manager rồi, chứ không thôi là mình sẽ show cái đó ra, họ giải thích rất là rõ ràng hả. Thì họ nói là cái bệnh nhân của tôi là đang bị cái căn bệnh này thì cần nghỉ một thời gian để mà trị bệnh á, thì xong rồi khi nào cô ấy hết bệnh cô sẽ quay lại làm việc á. Thì gửi cho đến những ai mà có liên quan á, nếu mà thí dụ như họ nói là nếu mà có cần liên hệ thì gọi trực tiếp tới bác sĩ thì confirm lại, nếu như là cái lá thư đó mà họ không tin tưởng ha, thì họ có thể gọi lại bác sĩ bất cứ lúc nào để hỏi lại cái thông tin của bệnh nhân á. Thì thường đa số là những cái lá thư của bác sĩ thì họ họ tin tưởng rồi, có nghĩa là mình bị bệnh nặng mà bác sĩ cho nghỉ là cái đó là lúc nào cũng đúng, thành ra là họ không bao giờ confirm lại hết ha. Đó là một số chia sẻ của mình ngày hôm nay đó, thì cái đó là cái những cái benefit mà mình đi làm ở công ty Mỹ, là cái siêu thị Mỹ mà mình đang làm, nghĩa là Fredmeyer, thì họ có một số benefit rất là tốt ha. Thì với lại cái union cũng rất là tốt. Tại khi mà mình đi làm á, là mình có pay cái tiền coi như nhân là một tuần lễ là 10 đồng 75 cent đó. Thì cái nhân viên này họ lúc nào họ cũng đứng về phía người lao động, họ bảo vệ người lao động, có nghĩa là khi mà bạn á, mà công ty mà đuổi bạn mà không có lý do chính đáng là cái nhân viên này nè họ sẽ đứng ra họ họ bênh vực cho bạn, họ phay cho bạn ha. Có nghĩa là bạn mà một nhân viên đi làm mà có nghĩa là chăm chỉ siêng năng á, thì không thể nào mà đuổi bạn được đó. Đuổi phải có lý do chính đáng, còn không có lý do chính đáng là nhân viên nó phay. Rồi ví dụ như mỗi mỗi quý mỗi năm á, thì cái nhân viên này là nó sẽ đứng ra nó sẽ xin cho công ty á, là tăng lương cho công nhân á, nó mỗi một quý là lên bao nhiêu tiền á. Thì khi mình làm cái công ty này thì được một năm mấy thì cái lương của mình nó cũng lên chút đỉnh, có nghĩa là hồi xưa là đúng một năm á, thì nó chỉ lên được có vài sen thôi, nó chỉ lên là 10 sen 20 sen một giờ thôi. Nhưng mà từ hồi mà mình thấy cái nhân nhân là từ hồi cái năm ngoái tới năm nay thì mình thấy họ làm rất là tốt, có nghĩa là họ họ đứng ra họ 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 chống đối, họ họ xin công ty là họ phay cho công nhân đó, là công nhân làm việc vất vả là chứ nhỏ mỗi một quý gần như là 6 tháng lên lương một lần, hoặc 3 tháng lên lương một lần, nhưng mà nó chân là nó chỉ lên nó lên 60 sen nha, nó lên 60 sen một quý đó, cái nghe cũng rất là nhiều. Chứ hồi xưa là mình nghe mấy người làm trước của mình nói là trời ơi, một năm lên được có 10 sen à, 10 sen một giờ, còn bây giờ là như nhìn nó phay cho mình đó, là mình được mỗi một quý 6 tháng như là được 60 sen, cứ mỗi 6 tháng là tăng lương 60 sen. Thành ra là mình trả cái tiền nhân viên này nó cũng rất là hay, cũng rất là tốt, có nghĩa là họ bảo vệ quyền lợi cho công nhân đi làm đó. Thành ra là khi mà công ty mà nó có những cái quyết định gì mà không đúng á, là mình gọi nhân viên là họ họ đứng ra họ bảo vệ cái quyền lợi cho mình đó. Thì đó là một số chia sẻ của mình ngày hôm nay, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà bạn nào không có cái account YouTube thì hãy vào cái YouTube fanpage của mình là Cuộc Sống Mỹ Hoa Nguyên, kênh YouTube của mình cũng là Cuộc Sống Mỹ Hoa Nguyên. Nếu bạn nào thích cái video của mình hãy like và chia sẻ, và hãy nhấn nút đăng ký để xem những cái clip mới nhất của mình nhé. Thank you for watching and have a nice day everyone, and see you again next time. Bye for now.